Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ hai, Đôi điều ký ức về chuẩn tướng Trần Văn Hai, Sinh vi tướng, tử vi thần, của tác giả Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân. Hai trận công kích Tết Mậu Thân. Nhắc đến Tết Mậu Thân 1968, chắc hẳn người dân miền Nam Việt Nam đã từng sống trong thời điểm đó. Khi nghe qua không khỏi ngậm ngùi thương nhớ đến những người thân đã mất do việc cộng tàn sát, hay chính họ đã từng mục kích những trận ác chiến kinh hồn của quân dân miền Nam Việt Nam, đập tan mộng cuồng ngông của giặc cộng hồi lúc bấy giờ. Chính bọn độc tài đảng trị miền Bắc đã xua hàng trăm ngàn những con thiêu thân, gồm toàn những thiếu niên mà còn non trẻ, vào bỏ xác tại miền Nam Việt Nam. Tội ác của bọn chúng với mồ chôn tập thể tại Huế, với sự đổ nát hoang tàn, máu loang thay ngã của bao nhiêu những dân lành vô tội, cùng những thành phố phải chìm ngập trong cái mịt mờ khói lửa đạn bay giữa ngày Tết thiêng liêng của dân tộc, đã khiến cho thế giới tự do hết lòng căm phẫn và lên án. Ở đây, chúng tôi muốn nhắc đến hai trận tổng công kích Tết Mậu Thân của giặc cộng vào Sài Gòn Chợ Lớn. Một mặt trận gay go và máu lửa nhất, mà trong đó có công lao không nhỏ của một số các tiểu đoàn biệt động quân. Và Đại tá Trần Văn Hai đã góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang cho binh chủng mũ nâu. Muốn nói gì thì nói. Nhưng hiển nhiên là trong cái hỗn loạn quân tình của miền Nam Việt Nam lúc đó, với hơn phân nửa quân số của toàn quân lực đang nghỉ phép Tết, mà trận đánh lại diễn ra bên cạnh bộ chỉ huy đầu não của biệt động quân, thì hình ảnh của Đại tá Trần Văn Hai gan dạ xông xáo vẫn là cái xương sống cho các đơn vị biệt động quân noi theo trong nhiệm vụ giành lại từng góc đường khu phố và từng căn nhà do Việt Cộng chiếm giữ. Ông đã có mặt từ tiểu đoàn biệt động quân này đến tiểu đoàn biệt động quân khác trong tư thế một mất một còn với giặc cộng, để thị sát mặt trận và chỉ thị cho thuộc cấp những mệnh lệnh kịp thời, cũng như nâng cao tinh thần chiến đấu của họ. Các đơn vị biệt động quân này lúc đó đặt dưới quyền hành quân của các cấp chỉ huy khác trong tư thế tăng phái. Nhưng dù cho đặt dưới quyền chỉ huy của bất cứ một tướng lãnh tài ba nào đi nữa, mà nếu không có đích thân vị anh cả trong binh chủng đốc thúc ngay tại mặt trận trực chiến, thì xác suất chiến thắng tuy có thành công nhưng không nhanh chóng và lừng lẫy cho bằng. Tâm lý các chiến sĩ ngoài chiến trường là thế. Trước mặt đơn vị trưởng tối cao của binh chủng mình, sự chiến đấu gan dạ chắc chắn sẽ được kích động nhiều hơn là trước mặt một đơn vị trưởng tối cao khác mà mình tăng phái tới. Bởi vì nếu mình có hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc đi chăng nữa, thì sự đề bạt của cha ghẻ vẫn có phần hạn hẹp hơn cha ruột của mình. Đó là một trong những lý do chính yếu mà các đơn vị biệt động quân trong hai trận tổng công kích Tết Mậu Thân của giặc cộng đã giành được nhiều chiến thắng lẫy lừng, bởi chính Đại tá Trần Văn Hai, vị anh cả thân thương của họ, thường xuyên có mặt ngay bên cạnh. Riêng trong Mậu Thân đợt 2, có một sự việc đau lòng xảy ra. Tưởng cũng xin sơ lược một bài nét ra đây, để quý độc giả hiểu thêm một chút của vấn đề. Chúng tôi không nhớ rõ chi tiết về ngày tháng, nhưng biết chắc vào thời điểm Mậu Thân 2, có một chiếc trực thăng võ trang của quân đội Hoa Kỳ bay từ hướng chợ Kim Biên, phía nhà máy xà bông Cô Ba, bắn rocket làm vào mục tiêu là trường tiểu học Phước Đức ở quận 5 Chợ Lớn. Trong đó có bộ chỉ huy phản công của phe ta đang họp để hoạch định phương cách tìm và tiêu diệt bọn cán binh cộng sản, vì chúng đang còn lẩn khuất trong các khu phố tại vùng này. Kết quả là Đại tá Đào Bá Phước, Liên đoàn trưởng Liên đoàn 5 Biệt Động Quân, Trung tá Lê Ngọc Trụ, trưởng ty cảnh sát quận 5, ông Phó Quốc Trụ thuộc nha thương cảng Đô Thành, vân vân, đều bị tử thương,
mà đại tá Trần Văn Hai đang trên đường đi đến nơi để họp. Nếu đại tá Hai tới sớm hơn vài ba phút, thì chính ông cũng đã phải làm mồi cho rocket của Mỹ tại ngôi trường có tên là Phước Đức, mà lại kém Phước Đức kia rồi. Được biết, trên đường di chuyển từ Bộ Chỉ huy Biệt động quân Trung ương ở Sài Gòn vào trường Phước Đức để hội họp, xe jeep của đại tá Hai đã nhiều lần bị trở ngại vì dân chúng chạy hỗn loạn từ chợ lớn ra Sài Gòn lánh nạn, làm gián đoạn giao thông. Thật Phước Đức chỉ có riêng mình ông hưởng mà thôi. Theo tin điều tra sơ khởi thì đây là một vụ bắn lầm của trực thăng võ trang của Hoa Kỳ. Vì chiến đấu trong thành phố, tầm đạn đạo khó lòng điều khiển một cách chính xác được, nhất là khi bắn, trực thăng phải chúi đầu bấm nút nhả đạn. Đồng thời, cũng có tin đồn đây là một vụ thanh toán lẫn nhau giữa các phe phái trong hàng tướng lãnh cao cấp lúc bấy giờ. Việc này hiện nay vẫn còn chưa có tài liệu công bố rõ ràng, nên chúng tôi xin dừng sự việc ở đây để nhường lại cho hồi ký của những người trong cuộc kể lại về sau. Chỉ nhấn mạnh ở lý do vì sao đại tá Trần Văn Hai thoát chết mà thôi. Phải chăng xe của ông bị cản trở một cách bất khả kháng trên đường đến trường Phước Đức, khiến ông không bỏ xác dưới đạn rocket, là Thượng Đế muốn dành cho ông một cái chết anh hùng hơn, tỏ rõ chí khí hơn ở 7 năm sau này, và các chữ sinh vi tướng tử vi thần. Nếu có dành cho ông cũng như các vị tướng Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vĩ, mới đúng cái nghĩa khí của nó hơn, và cũng được lòng người kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ nhiều hơn. Hoặc phải chăng lịch sử còn muốn dành cho ông về sau này nói lên tiếng nói trung thực và đáng để đời, khi ông làm Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia, trong một buổi tuyên bố trên đài truyền hình Sài Gòn một cách thẳng thừng rằng Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ phản chiến đang được nhiều người ái mộ kia, chính là Cộng sản nằm vùng, là kẻ đâm sau lưng chiến sĩ, mà đáng tiếc thay lời đó người ta chưa nhận diện ra được. Cho mãi đến sau này, ngày 30 tháng 4 năm 75, người dân miền Nam mới thấy lộ rõ nguyên hình. Hay phải chăng, trong lúc thanh sát các tiểu đoàn biệt động quân tại tuyến đối đầu trong các trận tổng công kích Tết Mậu Thân của giặc cộng, ông đã trang nghiêm lệnh cấm trực để quân nhân các cấp trong binh chủng không được thừa nước đục thả câu như hà hiếp dân lành đang chạy loạn, hoặc lợi dụng hoàn cảnh chiến đấu giành lại từng khu phố từng căn nhà cho dân mà hôi của, lén lấy vàng bạc tư trang bỏ túi riêng, hoặc làm nhiều điều khuất tất vô kỷ luật khác. Điển hình nhất là sau mỗi lần diệt xong các chốt của địch quân, ông đều bắt lục soát tại chỗ từ trong người cho đến ba lô của sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ tham dự ngay lúc đó, để bảo toàn tối đa tài sản của người dân. Đã làm cảm động lòng người cho đến quỷ thần chăng, mà có được cái phước đức tràn đầy cứu mạng cho mình cũng chưa biết chừng. Người xưa thường nói, nếu lòng người thẳng ngay chính trực thì trời đất luôn phò trì cứu đỡ, thần quỷ cũng phải nể vì. Có lẽ đem áp dụng vào trận thoát chết này của ông cũng không phải là không có nguyên do. Nhưng điều mà mọi quân nhân trong Bộ Chỉ huy Biệt động quân Trung ương phải công nhận là do tấm lòng trong sạch cùng sự mẫn cán của ông trong lúc thi hành nhiệm vụ đã được Phó Tổng thống Trần Văn Hưng chú ý. Cho nên sau khi dẹp yên giặc cộng trong Tết Mậu Thân đợt 2, ông được bổ nhiệm cấp tốc sang làm Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia, mà chính ông và cả Bộ Chỉ huy Biệt động quân Trung ương cũng không ai có thể ngờ tới được. Bởi vì Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia luôn là một chức vị vô cùng quan trọng trong chế độ, và phải là người tuyệt đối được tin tưởng mới cất nhắc vào chức vụ này. Nhiều người thấy ông họ Trần Văn lại sinh trưởng ở miền Tây Nam Việt, và Phó Tổng thống Trần Văn Hương cũng thế, cho nên ngộ nhận Trần Văn Hai là con cháu hoặc có dây mơ rễ má trong hàng bà con với Trần Văn Hương mà được đưa vào chức vụ béo bổ này. Sự thật thì không phải, giữa ông và Phó Tổng thống không hề có một sợi dây hệ tộc nào.
chỉ là sự trùng họ không hơn không kém. Chính ông cũng đã xác nhận nhiều lần với những người thuộc quyền thân cận như vậy. Nói đến Phó Tổng thống Trần Văn Hương thì không ai có thể phủ nhận được ông ta là một người trong sạch, và quốc dân đồng bào cũng đã tán đồng với chính phủ khi chọn mặt gửi vàng, phó thác trách vụ thủ lãnh thành trì diệt tham nhũng trong thời đệ nhị Cộng hòa vào tay ông già gân này nắm giữ. Việc Phó Tổng thống cất nhắc bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Hai vào chức vụ Tổng Giám đốc như đã nói trên, có lẽ có dụng ý qua hai điều hợp lý sau đây. Một là lực lượng công an cảnh sát quốc gia, công cụ chính của chế độ trong việc kiểm soát, duy trì an ninh trật tự cho dân chúng, phải cần người có đức liêm chính, có tài chỉ huy và nhất là sự cương quyết bên vực công lý và lẽ phải, thì mới giúp cho chế độ thu phục được lòng dân. Hai là tình hình sau các trận Tết Mậu Thân, sự tan hoang của nhiều thành phố cần phải được xây dựng lại, và sự cảm nhận về chính thể Cộng hòa trong lòng người dân rất cần được củng cố tối đa. Nếu một hành động hà hiếp, nhũng lãm nào của bất cứ ai, bất kỳ ở nơi đâu, nhất là của những nhân viên công an cảnh sát quốc gia xảy ra, cũng đều gây bất lợi không nhỏ cho chế độ và làm bia cho sự tuyên truyền của đối phương. Bởi thế, việc bổ dụng Đại tá Trần Văn Hai vào chức vụ này trong thời điểm này có thể yên lòng rất nhiều cho chính phủ, cũng như nâng cao thêm ý chí chiến đấu dũng cảm và tinh thần hy sinh cao độ của người chiến sĩ công an cảnh sát quốc gia, một lực lượng bán quân sự trọng yếu đang cần. Cụ Phan Bội Châu, một học giả mà cũng là một nhà ái quốc đáng kính của nước ta, đã từng nói, nếu cuộc đời bằng phẳng thì anh hùng hào kiệt có ra chi? Quả thật là như vậy, vì kẻ viết bài này đã có nhiều thời gian viết về cuộc đời của Chuẩn tướng Trần Văn Hai, cũng như một số lớn các bậc đàn anh khác trong binh chủng biệt động quân biết nhiều về ông, đều cùng công nhận đường binh nghiệp của ông không mấy gặp điều bằng phẳng. Và có lẽ mỗi bước thăng trầm đưa đến đã khiến ông nhận rõ về chân giá trị của cuộc đời hơn, nhất là cuộc đời của một võ quan trong thời đại hỗn loạn về binh quyền xảy ra thường xuyên ở miền Nam trước đây, mà chính đó đã ung đúc nên một Trần Văn Hai hào kiệt về sau này. Sự kiện ông về nhận nhiệm vụ chỉ huy trưởng yếu khu dục Mỹ kiêm chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện Lam Sơn là một ví dụ về bước đi xuống của ông, mà cái chân giá trị của cuộc đời đã khiến ông có tư tưởng quay về với nẻo chân như của Phật Pháp đậm nét khá nhiều. Thời gian này ông thường tịnh khẩu và hướng về thiền định. Bữa ăn trưa của ông rất đơn giản đạm bạc, phần lớn là trao trái nhiều hơn. Có lần tôi vào năm 1974, nhân dẫn tiểu đoàn 95 biệt động quân căn cứ Ben Head về trung tâm huấn luyện biệt động quân Dục Mỹ để tái trang bị và huấn luyện. Với tình nghĩa thầy trò cũ, đã đến trung tâm huấn luyện Lam Sơn cùng trong yếu khu để thăm ông. Hôm đó có sự hiện diện của Đại tá Nguyễn Văn Đương, chỉ huy phó của ông và cũng là một sĩ quan biệt động quân trước đây. Trong lần thăm viếng ngắn ngủi này, ngờ đâu đó là lần sau chót tôi được diện kiến với ông, được nghe một vài lời khuyên bảo chân tình và về sau này nghiệm lại, tôi mới bàng hoàng nhận ra là lời trăn trối của ông. Bây giờ tôi cũng là tá, cũng là tiểu đoàn trưởng rồi, và mo bây giờ cũng mang sao, nhưng mình hãy xét mình và làm sao cho xứng đáng với cái lon của mình. Mo đã già rồi, tóc cũng đã bạc nhiều, rồi mai kia cũng phải ra đi. Tôi hãy còn trẻ, tra tàn mang mọc mà tôi, thời gian là như vậy. Mo mong tôi sống cho đáng sống, đừng để binh sĩ dưới tay mình khổ sở vì sự kém tài bất đức của mình. Cũng như mo đây, bây giờ được về đây dưỡng già. Nhưng nhà binh mà toa, lúc lên voi xuống chó là chuyện thường tình. Chỉ cần ta sống không thẹn với mình là đủ. Sau khi tái huấn luyện tại trung tâm huấn luyện biệt động quân Dục Mỹ xong, cuộc chiến đã ném tôi trở về trận địa vùng cao. Còn ông thì lại lên voi một lần nữa,
được bổ nhiệm làm tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh ở Mỹ Tho. Ôi, có ngờ đâu với chức vị này, ông đã cùng với thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh quân đoàn 4 kiêm vùng 4 chiến thuật, đi vào vĩnh cửu mà hào khí còn để lại nghìn thu. Tưởng cũng xin được thắp một nén hương lòng mà ngưỡng phục ông, và viết ra đây một vài chi tiết trong giờ phút sau cùng của cuộc đời ông, do người thân kể lại. Ngày 30 tháng 4, 1975, sau khi có lệnh đầu hàng của tướng Dương Văn Minh, vùng 4 chiến thuật tuy chưa bị áp lực nặng nề của Việt Cộng, nhưng lòng quân và dân đã hoang mang cực độ. Còn tại đô thành Sài Gòn Chợ Lớn, giặc cộng tuy mới có một vài nhóm lẻ tẻ vào chiếm thành phố, nhưng đám cách mạng 30 thì đổ ùa ra thừa nước đục thả câu, càng lúc càng gây nên những cảnh hỗn loạn đáng nguyền rủa không cùng. Chỉ cần một miếng vải đỏ cột nơi cánh tay, vai đeo khẩu súng mà người ta vứt bỏ bên lề đường cũng như một dây túi vải đạn cột ngang hông, thì có thể xưng mình là giải phóng quân đi nghênh ngang trên đường phố như một kẻ anh hùng. Thế rồi, một đám thanh thiếu niên xúm lại, bu quanh những vị anh hùng nứt ngang kia mà trầm trồ tâng bốc. Nơi này một đám, nơi kia một đám rải rác khắp đường phố, mà dân chúng gọi là bọn cách mạng 30. Chứ bộ đội chính quy của Bắc Việt thì không có là bao. Đám bộ đội chính quy này cũng rất buồn cười, vì hầu hết toàn là những thiếu niên miền Bắc ngơ ngơ ngác ngác, tay ôm chặt khẩu AK-47, nhìn dân chúng và xe cộ tấp nập xuôi ngược trên đường phố, với đủ màu sắc văn minh tân tiến của miền Nam Việt Nam thời bấy giờ, làm các cu cậu lính già hồ choáng ngợp như rơi vào một thế giới xa lạ không ngờ. Một số các cu cậu khác đang ngẩng đầu nhìn lên ngây ngất vào các ban công của những tòa building, mà trên đó có một vài bóng hồng mặc mini jeep đang nhìn xuống mặt đường. Tội nghiệp vì mãi ngẩng đầu làm rơi cái nón cối đánh bập xuống nền xi măng trên hè phố mà cũng chẳng buồn nhặt lên. Nhưng hùng hậu song sáo nhất vẫn là đám 30, vì bọn chúng chính là những tên du thủ du thực của thành phố hoặc những tên chuyên nghiệp trốn quân dịch trước đây. Bọn này có thành tích vĩ đại là chuyên chui vào lưu nước, đội lên đầu những tờ giấy bạc loại 1.000 đồng khi có cảnh sát vào trong xóm bố ráp để bắt lính. Nay, lợi dụng tình hình ùa ra xưng mình là có thành tích chống chế độ cũ, hoặc xưng mình có chú bác mà mười mấy năm về trước đang lúc chăn trâu chăn vịt ngoài đồng, được cách mạng móc nối và giác ngộ bỏ vào bưng chiến đấu, nay đang trở về bàn giao thành phố Sài Gòn, vân vân. Và rồi bọn họ chiếm dụng những chiếc xe trước của quân đội vất vả bên lề đường, để xe đến cây xăng gần đó, đậu chùa đầy bình. Thế là dăm bảy tên leo lên ngồi lên xe chạy dọc chạy ngang ngông nghênh trên đường phố một cách loạn xạ. Tình trạng của thành phố Mỹ Tho cũng có những cảnh tương tự như thế, đầy dẫy những bát nháo của một thị trấn bỏ ngỏ không kỷ cương. Tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn 7 Bộ binh của tướng Hai, ảnh hưởng bởi lệnh đầu hàng trên đài phát thanh Sài Gòn, đã làm cho binh sĩ nản lòng không ít. Có một số đã bỏ súng bỏ ngủ trà trộn làm dân trở về nhà với vợ con. Số còn lại quyết định phòng thủ bản doanh Bộ Tư lệnh cho đến hơi thở sau cùng. Tướng Hai biết rằng tình thế đã đến lúc không còn làm gì được hơn nữa. Ông đã khuyên các sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ nên tìm về với vợ con là tốt. Nhưng một số đông thấy ông không bỏ chạy, họ cương quyết tự thủ. Khoảng xế trưa, có một tốp lính cộng sản Bắc Việt đến Bộ Tư lệnh yêu cầu tướng Hai bàn giao. Ông ra điều kiện là phải có cấp chỉ huy ngang hàng với ông đến thì mới chịu bàn giao. Với lời lẽ cương quyết, với thái độ bình tĩnh, nghiêm nghị đã khiến bọn Việt Cộng kiên dè, nể sợ. Chúng không còn làm gì khác hơn là đành phải nhượng bộ bằng lòng với yêu cầu. Sau một thời gian khá lâu, chúng đưa đến một tên Việt Cộng có vẻ là cấp chỉ huy và nói với tướng Hai là sư trưởng, tức sư đoàn trưởng của bọn chúng đến nhận bàn giao. Tướng Hai cho mời hắn ta vào văn phòng để nhận bàn giao. Và khi hắn bước vào,
Bất thần, ông rút súng lục bắn y trước mặt mọi người. Hắn bị thương, vội cùng một vài tên tùy tùng tháo chạy ra ngoài mà không dám chống trả vì quá sợ hãi. Từ đó hai bên bắt đầu ghìm nhau và một trận xung chiến sắp sửa xảy ra. Tướng hai ung dung bước vào bên trong văn phòng rồi tự kết liễu đời mình bằng độc dược để giữ trọn khí tiết. Thế là cuộc diện đã xoay chiều, bản doanh của ông cũng từ đây đổi chủ. Bọn Việt Cộng tàn nhẫn không cho gia đình mang xác tướng hai về chôn, như cố ý muốn trả thù về hành động trước khi thuận tiết của ông. Nhưng rồi gia đình cũng đã bằng mọi cách đưa được thi hài ông về chôn cất ở Gò Vấp. Thật xúc động lòng người khi nghe đến sự quyên sinh thuận tiết của ông và nhất là hành động mạng đổi mạng như vừa nêu. Dẫu biết rằng tên Việt Cộng đó được may mắn thoát chết trong đường tơ kẻ tóc và cũng chưa chắc hắn ta thật sự là cắt ngang hàng với ông, nhưng trong tình thế đó, ông hành động như vậy là đích đáng. Bởi lẽ, bọn Việt Cộng ma mãnh không bao giờ mang cấp bậc khi xuất trận, cũng như cách xưng hô giữa bọn chúng với nhau chỉ gọi bằng đồng chí hoặc anh hai, anh ba để ngụy trang. Hơn nữa bọn sĩ quan Việt Cộng mà ta thừa hiểu là chúng có xuất thân ở một trường quân sự chính quy nào đâu. Ngay như đại tướng Võ Nguyên Giáp đầu sỏ của bọn chúng kia cũng chỉ là hạng xuất thân ở trường bụi rậm mà thôi. Do đó, một tên nào ở hạng người nào bất kể, nếu bọn chúng đưa đến nói rằng ngang cấp sư đoàn trưởng để bàn giao, thì tướng hai bắn nó cũng là hành động bắn kẻ ngang hàng với mình vậy. Trước khi chết, ông vẫn hạ được kẻ thù ngang chức vị, có lẽ ông cũng được phần nào ngậm cười nơi chính suối. Sự việc tướng hai tự kết liễu đời mình ngay tại bản doanh là có thật. Người viết bài này chỉ nghe một vài người thân kể lại mà thôi. Chắc rằng tình tiết diễn biến trong thời gian ngắn trước khi ông chết và sau đó còn nhiều những nét đặc biệt khác nữa. Mong rằng quý vị tùy viên, chánh văn phòng hoặc tham mưu hay cận vệ có chứng kiến được những giây phút sau cùng này, xin vui lòng công bố để có thêm sự liệu chính xác hơn. Điều mà chúng tôi xin kết luận là suốt cuộc đời của ông chỉ biết chính trực với lòng mình cũng như với tất cả mọi người, thương lính như anh em, thanh liêm trong sạch, quyết một lòng vì nước quên mình. Ông chết trong nỗi tiếc thương của đồng đội, dù không có lá quốc kỳ phủ trên nắp áo quan, dù không có lễ nghi quân cách đưa tiễn trong giờ phút sau cùng, nhưng từ đó đến nay qua mấy chục năm đằng đẵng, lòng của các chiến sĩ sư đoàn 7, các chiến sĩ cảnh sát quốc gia và toàn thể binh chủng biệt động quân nói riêng đều ngưỡng phục, cũng như toàn dân miền Nam Việt Nam nói chung đều thương tiếc vô cùng. Đó chính là lá quốc kỳ vĩnh cửu, tiếng quân nhạc muôn đời đưa tiễn và tiếc thương cho con người bất khuất của ông. Anh linh còn đó, non nước còn kia, chắc chắn một ngày mai rạng rỡ sẽ trở về với dân tộc rồng tiên, và trong quân sử oai hùng của nòi giống sẽ không quên khắc ghi chuẩn tướng Trần Văn Hai vị quốc vong thân vậy. Nhật Hồng, Nguyễn Thanh Vân. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả. Cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.